Kính thưa quý vị, và ngay sau đây, chương trình tri ân các giám đốc khu vực, các nhà phân phối và kỷ niệm 2 năm thành lập công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Hoàng Sơn. Xin phép được bắt đầu. Stay a while and I will make it worth your while.